lý do chính là cái cơ sở vật chất của chúng ta hiện còn 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 thiếu. Đấy, vì đặc thù môn nhảy sào ấy thì riêng một bộ nhảy sào này thôi của nó đã rơi vào khoảng độ nửa tỷ rồi. Ngoài ra thì nó còn các cái bổ trợ nó nữa, như là gậy chống sào cũng lên mấy nghìn đô một cái. Các môn ném thì cũng ở trong tình trạng chung thế. Ở chúng ta thì chưa có